Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Roland Bàn Về Lông. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất về thông tin tiểu sử. Tiểu sử cầu thủ Huỳnh Tuấn Linh. Huỳnh Tuấn Linh sinh vào ngày 17 tháng 4 năm 1991 tại Vĩnh Phúc, Việt Nam, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hiện đang thi đấu trong màu áo của Than Quảng Ninh tại V-League ở vị trí thủ môn. Thông tin cá nhân: tên đầy đủ Huỳnh Tuấn Linh. Ngày sinh 17 tháng 4 năm 1991, nơi sinh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Chiều cao 1m78, vị trí thủ môn. Thông tin về câu lạc bộ: câu lạc bộ hiện nay Than Quảng Ninh, số áo 26. Câu lạc bộ trẻ, năm 2005 thi đấu cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Câu lạc bộ chuyên nghiệp, năm 2011 thi đấu cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Về đội tuyển quốc gia, năm 2013 thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam. Năm 2016 thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bóng đá là một môn thể thao tập thể, một cá nhân không thể mang lại chiến thắng cho cả đội. Tuy nhiên, một đội bóng muốn vô địch được thì không thể thiếu những nhân tố xuất sắc. Trong chiến thắng kịch tính của Than Quảng Ninh trước câu lạc bộ Hà Nội tại trận siêu cúp quốc gia vào ngày 29 tháng 12, người ta nhắc tới Vũ Minh Tuấn, Hải Huy, những cầu thủ ngoại Patio và chắc chắn không thể không nhắc tới thủ thành Huỳnh Tuấn Linh. Nhiều lần phá bóng khỏi khung thành từ những cú sút hiểm của đối phương, nhưng cái khẳng định dấu ấn của thủ môn sinh năm 1991 này là hai cú cản phá xuất sắc trong loạt luân lưu 11m ấn định thắng thua của cả hai đội. Cầu thủ Than Quảng Ninh sút cả 4 lần đều vào. Tuy nhiên, khi Huỳnh Tuấn Linh gác khung thành, Hà Nội Tiên Tỷ chỉ có cơ hội sút được 2 quả thành công. Và chiến thắng nghẹn ngào đã gọi tên những cầu thủ của chủ tịch Phạm Thanh Hùng, Mạc Hồng Quân, Vũ Minh Tuấn, Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú, Patio. Tất cả đều chạy đến ôm Huỳnh Tuấn Linh, hình như còn có một người khóc. Huỳnh Tuấn Linh đến với bóng từ khá sớm, anh gắn bó với bóng đá trẻ Than Quảng Ninh và vật vã để được lên đội 1 của Than Quảng Ninh. Nói là vật vã bởi Linh suốt ngày phải ngồi ở ghế dự bị. Bùi Thị Lan, vợ sắp cưới, người yêu của Huỳnh Tuấn Linh hơn 6 năm qua dùng từ siêu dự bị để kể về chồng mình thời gian này. Chỉ nhớ lại, anh Linh và tôi hay ngồi ở hàng ghế của khán giả, nhìn chăm chú các bạn thi đấu ở dưới sân, quan sát im lặng, không nói gì. Tôi biết anh ấy buồn lắm. Huỳnh Tuấn Linh không nói cho ai về nỗi buồn của mình. Anh dồn cả vào quả bóng để tập luyện, để ước mơ có thể khẳng định bản thân. Anh vào đội 1 được bắt chính thức, có thời gian được đeo băng đội trưởng và những món quà mà sự kiên trì nhẫn nại trong cuộc sống này cho anh. Thế nhưng, dớp dự bị vẫn chưa tha cho Linh. Ở AFF 2016 vừa qua, trên cả đất Myanmar, Indonesia hay cả sân nhà Mỹ Đình, Huỳnh Tuấn Linh không được ra sân một phút nào. Ngay cả trận bán kết lượt về khi thủ môn Nguyễn Mạnh bị thẻ đỏ và ra sân, thì phía đội tuyển Việt Nam đã thay hết người, chẳng còn cơ hội nào để Huỳnh Tuấn Linh thể hiện. Sau trận hôm đó, Linh chia sẻ: tôi cũng buồn, cũng tiếc. Giá như tôi có thể ra sân thì anh em trên tuyến không còn lo, nhưng thủ thành người Quảng Ninh cũng cười xòa. Nhưng mọi thứ đã khép lại rồi. Nếu trên đời có chữ giá như thì đâu cũng là còn là cuộc đời nữa. Cuộc đời không có chữ giá như nên mỗi ngày đến là một món quà mà Linh tâm niệm. Còn được tặng quà, anh còn cố gắng nỗ lực cho những cơ hội phía trước. Có thể thấy trận siêu cúp quốc gia 2016, Huỳnh Tuấn Linh bắt bóng như lên đồng. Vào ngày 30 tháng 12, chúng tôi hỏi Linh cảm giác như thế nào là một nhân tố quan trọng đóng góp vào chiến thắng của đội. Anh cũng thật thà: tôi tự hào vì những gì mình thể hiện được, vừa vui vừa bất ngờ vì chính bản thân mình. Tuy nhiên, đó chỉ là một trận đấu, phía trước mình còn gian nan lắm, phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Than Quảng Ninh vừa được địa phương và ban tổ chức trao giải thưởng 2,2 tỷ đồng, số tiền khổng dự báo một mùa giải bội thu. Chủ tịch câu lạc bộ Phạm Thanh Hùng cho hay: vui lộc đầu năm không quên mục tiêu mới là ở top đầu V-League. Huỳnh Tuấn Linh hay bất cứ cá nhân nào của Than Quảng Ninh đang nỗ lực hết mình để đưa mục tiêu đó đến mỗi ngày một gần hơn. Người hâm mộ chắc chắn tin là họ sẽ làm được. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.